Em không tung tăng bên chiếc váy xinh, phấn son đã lâu quên mất nó làm ở đâu. Còn đôi ta chỉ nhìn nhau qua chiếc iPhone, thiếu những cái ôm khiến đôi ta lại buồn hơn. Rồi nhìn lại đã bao tháng qua, vì đại dịch chia đôi chúng ta. Em à, ngồi một mình anh lại hát ca, kể về cuộc đời của những đứa con xa nhà. Đã bao lâu rồi không được đi lên quanh qua con phố, mưa đang rơi trên cao rơi vào mái tôn nghe gì sao. Đợi chờ từ 2 rồi thì 3 rồi lại 4 đến 5 tháng. Ôi cái con Covid sao không ra đi cho yên bình. Ngày nào thì cũng lắng lo cho Sài Gòn, mong chóng cho qua nhanh bao nhiêu khốn khó. Mong ấm em bình yên cho gia đình, mình cùng chung sức thêm đất nước rồi sẽ ổn thôi. Đã lâu rồi không được gặp ai, quên mất đường qua nhà bạn gái. Người yêu cũ giờ đã có bồ, vừa thấy cưng cập nhật trạng thái. Lướt Facebook everyday 24/7, ở nhà chơi game cả ngày. Sao mua được dạo quanh trên chiếc bô tô, uống cà phê với cô bô, ngắm từng tia nắng xuyên qua nơi hàng cây trước hiên nhà. Mong mọi thứ bình an để cho cuộc sống này vận hành là bình thường. Ai cũng đi làm có thu nhập ở đồng lương, đứa con nhớ mẹ thì sẽ không còn buồn. Anh em gặp lại như thể là đồng hương. Tôi nhớ Sài Gòn bánh mì giòn, bên khung cửa sổ tiếng mèo meo meo. Tiếp tục mà bước qua những ước mơ hành trình, biết đâu phía trước là con đường đèo treo leo. Mình vẫn còn sống là mình vẫn còn may, trong gai chẳng phải cứ tí mà than. Hãy xem đây là giai đoạn chậm lại một chút chứ không hẳn là đêm quý. Đã bao lâu rồi không được đi lên quanh qua con phố, mưa đang rơi trên cao rơi vào mái tôn nghe gì sao. Đợi chờ từ 2 rồi thì 3 rồi lại 4 đến 5 tháng. Ôi cái con Covid sao không ra đi cho yên bình. Ngày nào thì cũng lắng lo cho Sài Gòn, mong chóng cho qua nhanh bao nhiêu khốn khó. Mong ấm em bình yên cho gia đình, mình cùng chung sức thêm đất nước rồi sẽ ổn thôi. Và đó sẽ là one day, không còn 12.000 ca. Tao sẽ dậy sớm một ngày rồi chạy bộ ra Hoàng Sa. Sáng cà kê, quán cà phê, nguyên đám ngồi tầm 7 tầm 3. Áo dài em, thước và tha, chờ em đi đâu đó thật xa. Tao sẽ lái xe đi ngang con phố, hít một hơi xã hội văn minh. Mua một ít bánh mì nước uống, giúp đỡ cho những người ăn xin. Cảm nhận những hạt mưa còn đang rơi, tia nắng chiếu ngoài sao còn đang phơi. Một bữa cơm bốn người với ba má, và sống hạnh phúc hết những ngày đang trôi. Lấy từ túi một điếu thật to, đốt nó lên 300. Những ngày tháng tự do, khi mà cuộc sống đỉnh đổ đầy xăng. Hành trình vẫn còn dài, đâu chỉ là vài năm. Còn nhiều điều tuyệt vời đang chờ đợi trên cả tài năng. Tôi chỉ mong có cuộc sống thật ấm no và mọi người xung quanh an toàn. Tôi chỉ mong là một ngày gặp nhau lại hát ca vang. Tiết kiệm thật nhiều tiền trong ngân hàng. Một ngày lại cùng nhau và chúng ta lo thang. Rồi không được đi lên quanh qua con phố, rơi trên cao rơi vào mái tôn nghe gì sao. Đợi chờ từ 2 rồi thì 3 rồi lại 4 đến 5 tháng. Ôi cái con Covid sao không ra đi cho yên bình. Ngày nào thì cũng lắng lo cho Sài Gòn, mong chóng cho qua nhà.